Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Khải chúc anh em một buổi tối xem video vui vẻ nha anh em ơi. Và tối hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục đánh một ít số trận còn lại trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em. Tối hôm nay thì được 4 trận, hiện tại Khải chỉ còn khoảng 12 trận nữa thôi. 12 trận nữa thôi anh em. Đó. 12 trận nữa thôi thì tối nay và trưa ngày mai, và tối ngày mai thì Khải sẽ xong hoàn thành cái liên đấu nha anh em. Và cái chuỗi liên đấu 48 trận thì sẽ hạng như thế nào thì anh em có gì theo dõi và ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em. Hiện tại Khải đang hạng 16. Ok. Bây giờ thì cũng đã báo danh rồi. Khải cũng vào bên trong luôn anh em. Báo danh rồi. Biết tối nay gặp ai nhưng mà thôi, cứ đánh hình xui anh em ơi. Đó, vô. Báo danh rồi, máy phụ. Vô. Không biết kịp giờ hay không. Mới báo danh luôn nè. Rồi, ok. Còn mấy trận anh em, 2 phút. Ok nha, anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ giùm nha anh em ơi. Và này cũng có mấy trận đánh với Thiếu Lâm khá là ok. Nói chung là cứ kỳ hờ mà cố gắng đánh giải là ok rồi anh em. Còn gặp Thiên Bang thì Khải xác định Khải thua anh em ơi. Thua 100% là không đánh lại Thiên Bang được. Như đây, lơ bình phá như đây. Rồi, cầm đao rồi. Thiếu Lâm này còn lồ nè. Nếu Thiếu Lâm đào thì về canh ạ. Thiếu Lâm đào nó chém chứ cũng xong rồi nè. Ồ, chứ Thiếu Lâm đào. Gắn họ. Rồi, phá này Thiếu Lâm đào. Chém gió lệ rơi. Ây xa, phá như canh vậy. Phở to là mafia. Ếch này thì nghe mới kiếm thì Khải cũng có gặp rồi. Chém khá là đau. Chém cực kỳ đau. Ây xa xa. Ok. Ok. Chúng ta sẽ hiện tại Khải cho anh Evan nha anh em. Cho anh Evan là bị rớt hạng khoảng mười mấy hạng rồi. Qua này không có anh Evan. Chung là cũng đang định bán ạc để chơi ạc giỏ đàn á. Nên là cũng chưa ăn làm gì. Trong trận đấu này thì Khải mất cái phi không có phi phong kỹ năng cũng có một, nên là lực tay còn 5k4 thôi. 5k4 rồi nè. Vô. Cái bá đây. Vô cực à, giỏ đàn à. Đây nè. Vô cực ơi. Ôi sơ này giống Thiếu Lâm vậy. Sơ. Ạc này Thiếu Lâm nè. Ạc này Thiếu Lâm một đặc ma hay quyền là chưa biết được. Thiếu Lâm. Một thời chém mướn. Ui thiên nhẫn hay gì đây. Ngày 10 à. Chắc ngày 10 mang hờ mọc nhiều quá. Dòng 1 chắc 20. Võ đăng quận 12 tí anh. Võ đăng hay gì đây. À ok, nhỏ đăng sống mình à. Nhỏ đăng như nào. Quận 12 tiên anh, bút đi. Kỳ họ thì không có ngần ngại gì cả anh em, cứ giỏi phàng nè. Ok, cũng đã xem trận đấu đầu tiên. Và Khải sẽ đợi tiếp tục trận đấu thứ hai nha anh em. Nó có ông Kim Hò này, ông Nga My này gơ quá. Nga My này lên top rồi. My này, My lên top 1 rồi. Chắc chắn sẽ lên top 1 rồi. Nga My này hôm trước Khải thua nè anh em. Anh em cứ bảo sao đánh không lại, tại vì Nga My này bằng full phòng thủ sao đánh lại anh em. Anh em thấy không, anh đánh bốn mấy trận anh 39 thua có 3 rồi anh em. Ngày mai VIP anh em, ngày mai bài này gọi là VIP server đấy, đang hạng 3 chắc chắn sẽ lên top 1 thôi, tại vì top 1 thua 4 trận rồi. Không biết là ổng có cố gắng không thua trận nào nữa lên top 1 luôn. Top 1 này thua 4 trận rồi. Anh em xem đồ nè, bao tay phòng thủ, nón phòng thủ làm chậm, đai lưng phòng thủ, anh em thấy không, dây chuyền trời phòng thủ cỡ này. Hôm trước Khải thua là đúng rồi anh em, đánh xem lại được, đánh không chết được. Không chết được thì cứ đánh càng ngày càng đánh Khải thua mà na. Hết rừng máu là Khải thua mà. Đam thì Khải anh nhưng mà Khải thua cái lượng máu, hết máu trước người ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu thứ hai nha anh em. Ok anh em, bây giờ thì tiếp tục trận đấu thứ hai nha anh em ơi. Còn như là một phút nữa thôi. Đấu thứ hai thì xem gặp ai. Phương Cải là võ đàn. Ui, nó ngon nha. 15-40, nó quá chấp, sinh lực cao này chứ. Vũ khí. Phương gọi. một phút. Tối nay khá là đông. Muốn xem lần này ra soi hạng cho em xem được hạng bao nhiêu nha em. Có khi nào gặp Phương Cải không? Phương Cải giờ đang rồi nè. Trận đầu gặp gió đang rồi. Nhưng này gặp ai nè. Mẹ về chưa? Cô ở đây. Sau đó đó. Ở đây cũng gió đang luôn. Cô gọi lại
Giáo đen thì lồi sắc chắc ấy nón chọn khăn gọi cho nó chấm được 20. Tối nay cũng khá là nhiều giáo đen ấy. Dâu 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 lại gặp nghe mi mi này rồi căng rồi. Gặp cái mây kim hò hôm bữa nha anh em. Mây này này bữa câu giờ mình thua này. Chết rồi, hết mana trên đầu rồi. Sao xong rồi, trận này xong rồi. Thua rồi. Này không có mana trên đầu. Hết cái túi gì tớ, trời ơi, nhỏ dữ người ta. Không thôi là phục hồi mana đánh được rồi anh em. Cái này sao mà đánh được. Xong rồi. Trong này không có phục hồi gì tớ rồi. Ui, thôi thôi à, nhỏ thiệt chứ. Trong này thiếu cái túi gì tớ nên là không câu đam được. Thôi, để thua luôn cho rồi, đường nào cũng thua nó anh em. Trời ơi, nhỏ vãi rồi. Thiếu túi gì tớ, không dám đánh luôn á. Thua cho lẹ. Không mua túi y tớ. Trời ơi, quên mua túi y tớ không thể đánh được rồi. Quên mua túi y tớ vãi thiệt. Rồi, giờ trận đấu thứ 3 này mày. Tại vì đường nào cũng thua à. Gặp người mi này lúc trước cũng thua là cầu thời gian cuối giờ cũng thua. Pha này mà còn túi y tớ là đánh được nè. Có túi y tớ cố gắng đánh được. Chán thiệt nè. Quên túi y tớ là không có câu đam được cho nó. Muốn đánh nó là phải nút mana lên đánh. Muốn đánh nó phải nút mana lên đánh nên thôi. Đường nào cũng thua rồi. Hết đường rồi. Đó, giờ mới cắn nó. Trời ơi, nhỏ vãi. Chứ nếu mà có túi gì tới thì cũng cố gắng ăn được nè. Trận đầu tiên thì thua thì lượng đam Khải đến 160k đam. Khải thua khoảng Khải hơn đam nhưng mà Khải hết máu thôi. Hết 60 bình máu Khải thua thôi. Phải rồi hết được túi gì tới thôi. Chịu chấp nhận rồi. Chấp nhận thua khỏi bông máu nè. Bông máu chi cũng thua rồi. Tại vì không có túi gì tới không đánh được quá nghe mi viết nó đâu. Ok ok. Trận đấu thứ 3 này mày. Trận đấu thứ hai thì coi như gặp cái mây đó là thua, chịu đánh đánh có đánh cũng thua nên chấp nhận buông tay nhà số mình em. Không có túi gì tớ, không có túi tớ tiền mana đâu có câu đam được. Đấu thứ ba không câu đam được thì thua cho nó nhanh, muốn cũng vậy thua. Do một phút. À đây. Dạ, gọi là gặp thiếu lâm nữa, vãi cả nồi. Gặp thiếu lâm này hoài trời. Xây. Đã gặp thiếu lâm. Gặp thiếu lâm này đánh thôi nè, như thế sao nhỉ? Mình đâu cần đánh chi nhiều anh em, đơn giản mình có ăn đam rồi. Vung tay chịu chói, thiếu lâm vung tay chịu chói nhanh anh em. Ok, chúng ta chờ đợi trận đấu tiếp theo nha. Ok anh em, thiếu lâm thì vung tay chịu chói nhanh anh em. Chứ đánh cũng mất thời gian, còn trả được gì. Nói chung là mình ăn là cái chắc rồi, không giết được mình đâu. Ok, tiếp tục trận đấu thứ 4 nha anh em. Ok ok, làm trận thứ 4, trận cuối cùng rồi anh em ơi. Không biết gặp ai rồi. Trời, này lắm đường môn rồi. Nó nhiều đường môn luôn anh em. Nhìn thấy nhiều đường môn vãn rồi. Ui, nó không được, nó không, anh thua bằng nó mình được. Ba bạn xấu. Yo, xét nữa nè, trời ơi. Tối nay toàn đường môn, phải. Biết không gặp đường môn này.
Dạ. Kim Men Thiên Trưởng. Con Thiên Trưởng à. Cái dao này phải đây. Đó đang. Cái bang. Ôi, cái bang này hơi bị căng đấy, cái bang VIP. Ôi, hôm trước cái bang này mình xém thua này anh em. Vãi nồi. Cái bang. Trời. À, đứng chủ đam thua chịu không nổi nè mày, chịu không nổi là cái bang đầu quá. Hôm trước win một trận thì thua lại một trận một đều nè mày. Một đều. Hôm trước em một trận á, hôm nay thua lại một trận một đều. Đau quá. Quá đau. Kháng hỏi ba trưởng hai trưởng chết liền nhanh vãi. Ừ. Mang chón đỡ tống kim mà đánh liên đấu vui thôi. Thả cái mang một món kháng hỏi thôi. Nói chung là một món kháng hỏi thì không đánh lại cái bang. Nói chung hôm trước anh lại cũng khó là hơn anh em. Cũng hơn hôm trước Khải gặp cái bang này á. Hôm trước Khải win đúng không? Hôm nay thua lại một nhưng là một đều. Hình như có win một trận. Phải không ta? Gặp một lần rồi thì phải một điều đó. Ừ. Nhớ gặp mà. Đâu vãi trưởng nhồi máu uống bịt vẫn chắc. Đâu quá. Các bạn đánh đâu vãi trưởng. Không phải trong điều đó à. Đó xem lại video. Mới phải gặp cái bang này hay cái bang nào. Trong điều đó là không gặp à. Đó xem lại video. Ok bye bye. Chúc vui vẻ. Chưa gặp hả? Ôi chà, tối nay thuộc cái bang đông quá. Cái bang này cấp 103 đánh đặt mạnh quá. Đâu quá. Quá mạnh em. Rồi 103 này, thằng điên. À, đánh Khải rồi. Đâu vãi trướng. Bụt thất liền. Uống máu rồi vẫn không còn kịp nhỏ máu. Ôi phía tài bị đánh trúng 4.000 năm. Đối phương có 3.000 thôi. Đâu quá. Ok anh em xem video clip thì đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ dùng video nha anh em ơi. Bye bye anh em nha.